xin chào các bạn đã đến kênh 15 phút review trong tập trước trong khi tiêu viêm và dược lão đang định hạ sắc vân sơn thì bồng hồn điện xuất hiện tương trợ vân sơn lúc này vụ hộ pháp cầm lấy sợi xích đen kịp bắt đầu tấn công về phía dược lão vân sơn nhìn thấy vụ hộ pháp và dược lão bước vào chiến đấu thì ánh mắt âm trầm chậm rãi chuyển hướng về phía tiêu viêm tiểu tạp trùng để xem bây giờ còn có ai giúp ngươi tiêu viêm chậm rãi thở hắt ra đã như vậy đành phải dùng tới con bài chưa lật thôi lúc này dược lão cũng không thể tiếp tục giúp tiêu viêm chống đỡ vân sơn bởi lão đang đối đầu căng thẳng với vụ hộ pháp phụ hộ pháp sử dụng hắc sắc tỏ liên xuyên qua không gian đâm mạnh vào dược lão. Dược lão nhanh chóng ngưng tụ một bạch sắc hỏa diễm, hỏa diễm hóa thành hỏa tiễn chống lại tòa liên kia, tòa liên không tổn hại được dược lão, phụ hộ pháp kinh ngạc nói, khó trách năm đó ngươi có thể trốn khỏi sự truy bắt của hồn điện, hóa ra là dựa vào dị hỏa, thân thể vụ hộ pháp bốc lên từng luồng khói đen dược lão, cũng nhanh chóng ngưng tụ hỏa diễm tạo thành một thanh huyền trọng xích nhỏ hơn, của Tiêu Viêm dược lão chậm rãi nói, hồn điện ngươi có cách khắc chế linh hồn thể rất hiệu quả, nhưng đối với ta thì vô dụng cho nên hãy xuất ra thực lực chân chính đi, nếu không hôm nay Vân Lam Tông sẽ là mồ chôn của người. Phù hộ pháp cười lạnh đáp, nói năng ngông cuồng, dù không có hiệu quả khắc chế nhưng chỉ bằng linh hồn thể, như người mà muốn giết bổn hộ pháp, dứt lời hắn liền bắn ra ba tỏa liên, tòa liên đan xen kín kẽ phòng tất cả đường lui của Dược lão, Dược lão đồng thời bắn ra năm đạo hỏa diễm liên tục xoay quanh bản thân dù tỏa liên, tấn công quỷ dị thế nào đều ngăn cản được, thấy độc chiêu vẫn không mang lại ưu thế phụ hộ pháp thẩm nghĩ khó trách năm đó, hồn điện huy động ba vị hộ pháp, nhưng vẫn bị hắn trốn được, trước kia ta còn cho rằng mấy tên kia viện chuyện, thật sự khó giải quyết, nghĩ đến đây hắn quát lớn Vân Sơn mau giải quyết Tiêu Viêm, Dược lão nghe vậy thì trầm mặt xuống tấn công càng hung mãnh. Vân Sơn thì kinh hãi hắn không ngờ Dược lão lại khó giải quyết như vậy, rồi hắn dâng trào sát ý ngưng tụ một luồng năng lượng khổng lồ tạo thành một thanh trường kiếm, thấy vậy Tiêu Viêm cũng lập tức kết một thuẫn đấu khí như thủy triều tràn đến hai bàn tay, làm cho bàn tay Tiêu Viêm biến lớn lên, Vân Sơn khẽ nhíu mày quả nhiên Tiêu Viêm còn con bài tẩy, hắn lại liếc mắt nhanh qua phía khác thấy vụ hộ pháp dưới đợt tấn công dũng mãnh của dược lão vậy mà rơi vào thế hạ phong vân sơn cả kinh rồi lạnh mặt lại nghĩ phải nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử này hắn lập tức kết thủ ấn đầy sát y quát lên phong sát yên cương tiêu viêm liếc mắt nhìn dược lão phía đó đang lâm vào rằng có hai bên đã tung hết sát chiêu dược lão chiếm thế thượng phong hơn một chút sau khi quan sát tình hình xung quanh tiêu viêm quyết định sẽ sử dụng đòn sát thủ ngay lập tức tiêu viêm liền lấy hết đan dược ra sau đó nhét toàn bộ vào trong miệng hắn muốn duy trì trạng thái tốt nhất thấy tiêu viêm như muốn liều mạng vân sơn lập tức lao nhanh đến tiêu viêm chém ngang yết hầu hắn tiêu viêm liền né ra sau đồng thời chân đá vào huyền trọng xích và triệu hồi bạch sắt hỏa diễm từ chiếc nhẫn trên tay sau đó tách lưu ly liên tâm hỏa ra đem thanh liên địa tâm hỏa vẫn lạc tâm viêm chạm vào bạch sắc hỏa diễm ngay khi ba loại dị hỏa chậm nhau không gian xung quanh chấn động rất mạnh vân sơn biến sắc hắn cảm nhận được ba loại dị hỏa này đang tạo ra một loại năng lượng cực kỳ đáng sợ hắn liền hóa thành bóng đen Tiêu Viêm lập tức lui về phía sau đồng thời bắn ra mấy bình ngọc, chúng liền nổ tung, tuy không gây ra nhiều sát thương nhưng đã giúp làm Vân Sơn chậm lại, cách đó không xa Tiêu Viêm đã ngưng, trên lòng bàn tay hắn là một đóa tam sắc hỏa liên đang trôi nổi, nó tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến sắc mặt Vân Sơn trở nên cực kỳ khó coi, hắn liền ra xa đấu khí như thủy triều trào, ra khỏi cơ thể tạo thành một đợt lốc xoáy màu xanh khổng lồ cao vài chục triệu bao quanh, lấy hắn. Thấy Vân Sơn đột nhiên có hành động lớn như vậy, Tiêu Viêm cũng ngẩn người, bàn tay khẽ cử động tam sắc hỏa liên chậm rãi bay lên, thấy vậy Vân Sơn, cũng có chút khẩn trương đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn trào tiêu viêm lúc này, vì tiêu hao quá độ, mà đầu óc đã có phần mơ hồ hắn vội vàng thay đổi thủ ấn, cuối cùng hét to lên. Hỏa liên lập tức hóa thành một vệt sáng mạnh mẽ bắn vào cơn lốc xoáy khổng lồ khi bay đến mục tiêu nó đột nhiên phát nổ âm thanh vang vọng khắp trời, dư âm quét ra tận trăm mét xung quanh động tĩnh mãi không tiêu tán đột nhiên vụ hộ pháp, cùng dược lão lướt ra xa nhau, lúc này xương đen quỷ dị bao phủ quanh thân phụ hộ pháp đã biến mất, hắn kịch liệt thở dốc, khuôn mặt hắc ám hai mắt đỏ sậm, thân thể dược lão cũng mờ ảo hơn trước rất nhiều, khuôn mặt cũng già đi, phụ hộ pháp cười quái dị nói không ngờ người không có thân thể mà còn ương ngạnh như vậy không hổ danh là dược tôn giả nổi tiếng đại lục dược lão lạnh giọng cười nói muốn linh hồn của lão phu là có dễ như vậy phụ hộ pháp chậm rãi nói người thật đáng để bổn hộ pháp ứng phó toàn lực hôm nay dù có trả giá như thế nào ta cũng nhất định phải bắt người về hồn điện dược lão nghe vậy trong lòng liền bất an lão biết rất ít về hồn điện này đúng lúc này trên bầu trời mù mịt hỏa vân xuất hiện một lốc xoáy nó xoay tròn mạnh mẽ cuối cùng hất văng tiêu viêm và vân sơn ra tiêu viêm thì lập tức lao nhanh về phía vân sơn ngay lúc tiêu viêm tới trước mặt vân sơn lão ta cũng trợn mở mắt tỉnh lại sự sợ hãi lập tức lan tràn khắp thân thể tiêu viêm cười to nói lão cẩu năm đó ta đã nói ngươi nhất định sẽ hối hận khi để ta đào tẩu thế rồi đấu khí điên cuồng dồn về nắm tay đánh mạnh về phía trái tim vân sơn hắn đạm bạc nói vân vân nợ máu của tiêu gia phải có người trả nói xong tiêu viêm dùng hết sức nện mạnh xuống ngực vân sơn vì lực lượng quá lớn không chỉ ngực vân sơn vang lên tiếng trầm thấp nặng nề lực phản chấn cũng khiến tay tiêu viêm xuất hiện vết nứt tiêu viêm không hề quan tâm đau đớn hắn không ngừng nện vào ngực vân sơn giận dữ thét lão cầu đây là đánh thay cha ta, đây là đánh vì gia tộc nhà họ Tiêu, đây là vì nhị ca của ta, đây là vì đại ca của ta. Tiêu Viêm điên cuồng công kích ngực Vân Sơn lõm hẳn xuống, sắc mặt lão đỏ lên một ngụm máu lớn lẫn đầy nội tạng bắn lên người Tiêu Viêm. Vân Sơn từ trên trời nhanh chóng rơi xuống sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, đám người Hải Ba Đông thì đều thở phào nhẹ nhõm. Hải Ba Đông lẩm bẩm nói xem ra mấy năm nay tiểu tử này đã chịu không ít thống khổ, lão cầu Vân Sơn này coi như là gieo gió gặt bão. Gia Hình Thiên khẽ gật đầu nói ngày sau e là Vân Lam Tông sẽ bị xóa tên khỏi gia mã đế quốc. Tiêu Viêm vẫn không ngừng nện xuống ngực Vân Sơn, hơi thở lão càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, căng thẳng trong lòng Tiêu Viêm cũng buông lỏng xuống sự mệt mỏi ào đến khắp cơ thể hắn nằm bệt xuống đất, Dược lão lập tức đến đỡ lấy hắn Tiêu Viêm suy yếu cười, "Lão sư ta thành công rồi." Dược lão thở dài nói, "Ngươi cũng thật điên cuồng bị thương như thế sợ là phải rất lâu mới có thể bình phục." Trong lúc mơ màng nghe Dược lão nói Tiêu Viêm, đột nhiên mở to mắt vội vàng nói mau bắt lấy thi thể tên kia hài cốt của cường giả đấu tông, Dược lão nghe vậy thì ngẩn ra rồi gật đầu cười nhanh chóng lướt tới thi thể Vân Sơn, nhưng Dược lão vừa di chuyển phụ hộ pháp đã nhanh, như chớp xuất hiện bên cạnh vân sơn cười nói dược trần người có hơi chậm đó dược lão quát lớn muốn chết vụ hộ pháp cười quái dị ai muốn chết còn chưa biết đâu bàn tay đầy hắc vụ của hắn bỗng vỗ mạnh và vân sơn một linh hồn hư ảo bị hắn tách ra từ thân thể vân sơn vụ hộ pháp cười lạnh bổn hộ pháp đã nói rồi vân sơn hôm nay mặc kệ trả giá như thế nào ta cũng phải bắt người về hồn điện nói rồi hai tay hắn biến ảo ra từng đạo thủ ấn dườm giả quát một tiếng cửu bách quỷ vệ hồn một luồng xương đen quỷ dị bừng ra từ cơ thể hắn vây kín lấy linh hồn thể của vân sơn theo sau đó là vô vàn tiếng rên rỉ khiến mọi người dựng đứng lông tóc, Tiêu Viêm cũng sợ hãi hỏi sao lại thế này, rồi cố gắng ăn chút đan dược để đầu óc tỉnh táo, Dược lão đáp, tên kia hình như đang cắn nuốt linh hồn vân sơn cường, giả hồn điện cực kỳ quỷ dị không ngờ lại có thể cắn nuốt linh hồn để tăng cường thực lực. Nhưng mà chính vì như vậy nên loại bí pháp này có tác dụng phụ rất lớn, nếu không hắn đã sớm sử dụng, rồi Dược lão vung tay cốt linh lãnh hỏa bắn, tới hắc vụ hắc vụ dao động chợt có tiếng cười quái dị truyền ra dược trần người bây giờ có thể phá được bí pháp của hồn địa ta sao rồi hắn lại nói vân lam tông tiếp nhận lực lượng của hồn điện ta giờ vân sơn đã chết giữ lại cường giả của vân lam tông cũng vô ích ngay sau đó người cường giả của vân lam tông đổ ngục xuống linh hồn bị hắc ảnh hấp thụ vân Vận thấy thế liền nói đệ tử quản sự trưởng lão vân nam tông nghe lệnh kết trận tất cả đệ tử vân lam tông đầu tiên ngẩn ra ngồi ngay sau đó hưởng ứng đều cùng ngồi xuống kết trận cuối cùng từng luồng năng lượng ngõ bùng phát phụ hộ pháp thấy vậy cười lạnh âm trầm đúng lúc này một đạo kiếm khí sắc bén hùng hồn bùng nổ với chân trời Tiêu Viêm liền cảm nhận một hơi thở cường hãn lại còn quen thuộc hắn lầm bầm, là Nạp Lan Yên Nhiên, sao lúc này một đạo kiếm quang lao tới cuối cùng lộ bóng dáng một nữ tử vàng hướng, về phía Vân Vận nói lão sư, Vân Vận liền vui mừng nói Yên Nhiên người thật sự đột phá sinh tử môn sao? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn quanh nói lão sư Vân làm tông đã xảy ra chuyện gì? Vân Vận vẫn đau xót nói Yên Nhiên Vân Lam tông sợ là xong rồi. Nạp Lan Yên Nhiên kinh hãi nói đây là ai làm? Trong lúc nói nàng cũng cẩn thận quan sát xung quanh chợt nàng dừng lại, tại một khuôn mặt quen thuộc nhíu mày nói ngươi là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng kinh ngạc thầm nói không ngờ vài năm không gặp ngươi, cũng đạt tới trình độ này, dược lão lắc đầu đấu khí trong cơ thể nàng mặc dù hùng hồn, nhưng mà không phải chân chính thuộc về nàng có lẽ là do truyền thừa lực lượng, Nạp Lan Yên nhiên tức giận nói tất cả chuyện này là người làm sao Tiêu Viêm, người có gì thì nhằm vào ta tại sao lại phá hủy Vân Lam tông? Những chuyện năm đó sớm đã kết thúc không ngờ ngươi lại vẫn không quên, người có còn là nam nhân hay không? Tiêu Viêm đáp việc này không có liên quan gì tới ngươi đừng có nhiều chuyện, Vân Lam tông hại cha ta mất tích, đại ca tê liệt, thiếu chút nữa diệt tiêu gia ta đến chó gà cũng không tha. Thù hận kiểu này chẳng lẽ ngươi muốn cho ta rộng lượng quên nó đi?" Nạp Lam Yên Nhân trầm giọng nói, "Nói bậy lấy địa vị Vân Lam Tông sao có thể làm vậy với Tiêu gia?" Tiêu Viên châm chọc nói, "Lão sư người đó, sao không hỏi nàng đi, người cứ hỏi là biết Vân Lam Tông vô cùng cao thượng, của người mấy năm nay đã làm ra những chuyện tốt gì?" Vân Vân nghe vậy liền rời mắt, đi chỗ khác hẳn giọng nói, "Mấy năm nay ta cũng bị giam lỏng, những chuyện kia đều là do sư tổ ngươi nhất thời hồ đồ làm ra." Sau đó nhìn về phía vụ hộ pháp nói, "Lúc trước sư tổ ngươi đã bại dưới tay Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng lại bị tên ác ma kia lấy đi linh hồn đến cả mấy trưởng lão." cũng bị hắn rút linh hồn bị hắn cắn nuốt nạp lan yên nhiên nghe vậy hỏi lão sư đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vân vận khoát tay nói để sao ta sẽ nói rõ hiện tại ta phải báo thù vì mọi người yên nhiên giúp ta điều khiển trận thế nạp lan yên nhiên vội gật đầu vân vận hô lên vân yên phúc nhật trận sau đó từng luồng năng lượng từ các đệ tử ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ đâm về phía phụ hộ pháp phụ hộ pháp khinh thường lắc đầu nói chỉ bằng trận pháp này mà nghĩ đối phó được bổn tọa không biết tự lượng sức ngay sau đó một làn sương mù màu đen bùng phát ra bao vây lấy cự kiếm cự kiếm rất nhanh bị ăn mòn tiêu tán vân vận chỉ có thể oán hận cắn răng tiếp tục ngưng tụ một thanh kiếm khác phụ hộ pháp âm lãnh quát rồi bỏ đúng là phiền toái năng lượng hắc ám ngưng tụ thành một bàn tay bàn tay lập tức vỗ tan trận thế đám người vân vận bị chân pháp phản vệ liền phun máu khí tức uể oải vân vận suy sụp nói hôm nay thật sự là trời muốn trừ diệt vân lam tông ta vụ hộ pháp không để ý bọn họ lại tập trung về phía tiêu viêm và dược lão âm lãnh cười nói hôm nay hai người các người ai cũng đừng hòng thoát tiêu viêm cắn răng nói liều mạng với hắn nhưng dược lão lại nói ở đây giao cho ta con qua chỗ hải ba đông đi Tiêu Viêm do dự nói nhưng mà, Dược lão cười lắc đầu yên tâm đi, mặc dù thực lực hắn tăng vọt nhưng muốn giết ta cũng không dễ đâu. Rồi không đợi Tiêu Viêm nói gì thêm, Dược lão đã đẩy mạnh Tiêu Viêm, qua phía Hải Ba Đông, Vũ Hộ Pháp cười lạnh, bổn tọa đã nói rồi hôm nay các ngươi không ai chạy thoát được đâu, Dược Trần chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện giờ ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Dược lão không nhiều lời lực lượng linh hồn hùng hậu lập tức bùng phát, phụ hộ pháp cười quái dị, ổ định liều mạng đấy à, nhưng muộn rồi, hắn vung tay lên từng luồng xương đen trào ra, từ trong cơ thể ngưng tụ thành một tầng mây đen kịt che phủ cả bầu trời, hắn lúc ẩn lúc hiện trong sương mù dày đặc, không khí trở nên yên ắng nguy hiểm, dược lão mặc, cho cơn gió âm lãnh quỷ dị lướt qua người mình đột nhiên quay mắt lại tung một trưởng, quả nhiên một hắc ảnh hiện lên, song quyển giao phong hai bóng người, chợt biến mất một cách quỷ dị nháy mắt sau đã xuất hiện cách chỗ cũ trăm mét, mỗi một lần va chạm là mỗi một lần biến mất, sấm sét không ngừng nổ vang, Hải Ba Đông nhíu mày hỏi Tiêu Viêm, nên làm sao bây giờ? Tiêu Viêm cũng không nghĩ ra được cách gì hắn đang trọng thương, bảo vệ mình còn khó, chỉ có thể nói quan sát thêm, trong bụng thì nghĩ cùng lắm thì ta liều chết ra tay thôi, trên bầu trời lại một tiếng nổ vang lên hai thân ảnh đồng thời bay ngược ra tiêu viêm liền trầm lòng xuống dược lão đã bị thương còn vụ hộ pháp cười quái dị tán thưởng không hồ là dược tôn giả tới lúc này rồi mà vẫn khó chơi như vậy có điều người còn có thể kiên trì bao lâu dược lão vẫn bình thản lão phu có không xong thì ngươi cũng phải đi theo phụ hộ pháp cười lạnh ta cũng ngu thật tự dưng lại đối cứng với người làm gì người tốt với thằng nhóc kia như vậy nếu bổn tọa bắt được hắn thì ngươi còn không chịu hàng hay sao vừa dứt lời hắn lập tức lao tới chỗ tiêu viêm dược lão tái mét mặt gầm lên đê tiện rồi cũng nhanh chóng đuổi theo đến đây mình xin khép lại tấm này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều